đố các bạn biết đây là cái gì. Ngày hôm nay sẽ là một video cực kỳ đặc biệt. Nếu như các bạn hay xem vlog của Hero Team, trong gaming house của Hero Team và trụ sở chính của Hero Team ở đây các bạn đó, đây là tòa nhà của Hero Team vào buổi tối, thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết còn một nửa còn lại của Hero Team nữa. Đây các bạn chính là tòa nhà bên cạnh, và tòa nhà này mình cá chắc rằng là các bạn cũng đã nhìn thấy ở đâu đó, hoặc các bạn đã nhìn thấy ở trên ảnh story hay là ở trên video của Hero Team rồi. Và giới thiệu các bạn biết đây chính là công ty Hero Media, một công ty đang đứng sau Hero Team và đang phục vụ sản xuất video cho chúng mình, cũng như làm chịu trách nhiệm về tất cả hoạt động của Hero Team. Tự nhiên ngày hôm nay thì mình lại đang muốn quay vlog trên kênh của mình nhiều hơn, nhưng mà mình lại chưa nghĩ ra gọi là mình sẽ quay vlog thì cho bạn xem. Thì tự nhiên mình nghĩ đến việc là tại sao mình không đi review công ty Hero Media cho bạn coi nhỉ. Các bạn xem Hero Team nhiều đúng không, nhưng mà chưa bao giờ nhìn vào công ty của Hero Media đúng không? Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một vòng công ty của Hero Media và mời các bạn đến với cả vlog review công ty Hero Media nha các bạn. Ok, let's go. Bây giờ các bạn sẽ cùng đi theo mình nha các bạn ơi. Và đầu tiên thì mình sẽ dẫn các bạn xuống dưới tầng hầm của công ty Hero Media. Thì nó đang rất là trống, nhưng mà ban ngày thì ở đây chúng mình có rất là nhiều xe máy của các anh chị nhân viên trong công ty Hero Media, là những người đứng sau lưng của Hero Team và đã hậu kỳ cho chúng mình từng cái video, từng cái hình ảnh mà các bạn nhìn thấy của Hero Team ở trên mạng xã hội. Thì đây chính là Hero Media, và đây là nơi làm việc của những con người ấy, của những người đã lặng thầm đứng đằng sau tạo nên những cái nét đặc biệt và đóng góp cho sự thành công của Hero Team đến thời điểm hiện tại. Có một điều mình cảm thấy rất là thú vị và mình cảm thấy khá là vui, đấy là ở bên công ty cũ của mình các bạn là hoàn toàn không có thang máy, và các bạn nhân viên đi làm thì thực sự là nếu mà mỗi khi mà muốn gặp Hero Team thì sẽ phải đi bộ này, leo thang bộ lên tận từ lầu 1 lên lầu 2, lầu 3, lầu 4, và thậm chí muốn gặp Mr. Vịt thì sẽ phải lên tận lầu 5. Và cứ mỗi lần mà mọi người phải leo lên gặp mình các bạn, và mình sẽ gặp mọi người trong tình trạng là mọi người đều thở kiểu và ai cũng rất là mệt. Nhưng mà kể từ khi mà bọn mình chuyển sang công ty mới này thì có thang máy đầy đủ và cơ sở vật chất rất là tiện nghi. Mình cảm thấy là rất là vui, bởi vì ít nhất là anh em nhân viên khi mà đi làm các bạn thì sẽ không phải leo thật bộ cầu thang nữa, cũng như là mọi người có một cái không gian làm việc tốt hơn, thì cũng là cái nguyện vọng mà Hero Team rất là mong muốn cho những người đồng đội đi làm cạnh mình. Trong công ty Hero Media thì sẽ có 5 lầu nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ra lầu 1 trước nha, để xem lầu 1 có gì nha các bạn. Trong lầu 1 của công ty Hero Media thì các bạn có thể thấy ở đây là đầu tiên chúng ta sau khi lên thang máy thì chúng ta sẽ có một cái phòng họp. Cái phòng họp ở đây thì là sẽ cái phòng để chủ yếu là cho chúng mình tiếp khách này, hoặc là cần bàn luận với cả tất cả những khách hàng đến gặp chúng mình, hoặc là mình tiếp những cái người mà cần nói chuyện đặc biệt, hoặc là trong công ty Hero Media mà mỗi khi mà mọi người muốn họp hay muốn bàn một cái gì đấy thì sẽ có mặt trong phòng họp. Và ngay bên ngoài phòng họp ở cái sảnh tầng 1 của chúng mình thì đây chính là cái sảnh tầng 1 của Hero Media. Ở đây các bạn có thể thấy là ở công ty mình có cả tủ lạnh các bạn ạ. Tủ lạnh này chủ yếu ui ăn dưa hấu luôn. Ê, cho tôi ăn vụng một miếng dưa hấu nha. Tôi đang quay vlog thì tôi lướt được miếng dưa hấu bên công ty các bạn, nên là thôi cho mình ăn miếng dưa hấu này nha. Đi lướt trộm khác ăn ngon vãi chuối. Dưa hấu rất là ngon các bạn ạ. Đúng rồi, dưa hấu không phải của mình, khác ăn ngon phết. Không biết ngày mai mình có bị phạt bởi vì mình lén lấy dưa hấu mình ăn không các bạn. Hy vọng là không ai phạt mình, bởi vì miếng dưa hấu này để trong tủ lạnh, nếu mà để ngày mai nó mất ngon mất là thôi mình ăn tạm cho đỡ phí. Anh để miếng dưa hấu đây, tí nữa Sơn nhớ hỗ trợ anh vứt đi nhá, không anh bị phạt đấy. 100.000 đấy, 100.000 đấy Sơn nhá. Ở trong công ty Hero Media thì ở ngay dưới lầu 1 thì hôm vừa rồi chúng mình có mua một cái bàn pizza. Thực ra bộ bàn pizza này là một cái ước mơ của mình rất là lâu các bạn ạ, bởi vì là mình rất là muốn trong công ty nó có một cái gì đó để giúp cho anh em nhân viên khi mà làm việc trong công ty sẽ có một cái nơi để giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Và nhưng mà ở bên công ty cũ thì mình không có bất cứ một cái chỗ và vị trí nào để mình có thể đặt được cái bàn pizza này, nên là mình chưa có điều kiện để có thể thực hiện được điều đó. Nhưng mà khi mà chúng mình chuyển sang công ty mới thì cuối cùng mình cũng đã thực hiện được cái điều này, và mình cũng đã có một cái bàn pizza, một cái khu vực vui chơi giải trí cho những anh em nhân viên sau những giờ làm việc căng thẳng. Cái bàn pizza này nó cũng là một cái chút gì đó mà nguyện vọng mà mình muốn để cho những anh em đang làm việc trong Hero Media sẽ có một cái sân chơi mà nó vui vẻ, lành mạnh, cũng như là mình hy vọng rằng là mọi người có thể cùng vui vẻ với nhau, tìm được những niềm vui đoàn kết gắn kết hơn sau những giờ làm việc bằng cách là chúng ta có thể tham gia những hoạt động như vậy. Thực ra là ngày trước anh em trong công ty rất hay đi đá banh, nhưng mà mình thường hay bảo các bạn là hạn chế đá banh thôi các bạn ạ, bởi vì mình rất là sợ các bạn ý trong quá trình mà đi chơi đá banh rồi bị gặp những cái chấn thương hoặc những cái tai nạn nguy hiểm đến sức khỏe, gãy chân gãy tay thì rất là lo lắng. Chọc pizza thì nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn rất là nhiều và nó vui nữa các bạn. Mình thì chưa bao giờ chơi pizza đâu các bạn ạ, và những bạn nào đang xem vlog này của mình thì sẽ chứng kiến Mr. Vịt lần đầu tiên chọc pizza các bạn, và đây sẽ là cú chọc pizza lần đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội của mình nha bạn. Ok. Yeah. Quay một lần duy nhất, không quay lại nha. Yes.
Ở tầng 1 này thì ngoài cái bàn pizza ra thì có một thứ mà mình cảm thấy nó khá đặc biệt nhưng mà mình vẫn chưa có cơ hội để mình hoàn thiện nó. Đấy là ở đây mình có một cái kệ giá và mình rất là muốn treo tất cả những cái bằng khen, tất cả những cái mà liên quan đến cúp và kỷ niệm chương của Hero Team đã từng đạt được ở trên này. Nhưng mà hiện tại thì do là cái số lượng ở vị trí nó còn giới hạn cũng như là mình còn chưa thu thập được hết tất cả những cái bằng khen đấy nữa nên là mình còn chưa để đây hết. Và thực ra là cái thứ mà mình muốn treo lên nhất đấy chính là những cái nút vàng, nút bạc của Hero Team. Như các bạn thấy ở đây này bạn, đây là nút vàng của Hero Team bạn, nút vàng Dream 100% của Hero Team đang nằm ở đây. Có những cái cúp kỷ niệm chương của Nemo này, chúng mình đã hoạt động từ cách đây rất là lâu rồi. Hoặc là có những cái thư cảm ơn từ những ban chỉ đạo, những lần mà chúng mình đi từ thiện tại những bệnh viện nhi đồng cho những trẻ em bị ung thư, cũng mình cũng để đây. Nó giống như một kỷ niệm chương vậy các bạn. Và còn rất nhiều kỷ niệm chương khác mà chúng mình còn chưa thu thập về hết. Có thể nó đang nằm ở đâu đấy trên mọi miền tổ quốc, mọi người chưa có cơ hội để mang về đây nên là mình sẽ hoàn thiện cái này sau nha anh em. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đi lên tầng 2 nhá. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái khu vực lầu 2. Lầu 2 ở đây thì mình đang thấy có một cái giá để dép của các bạn nhân viên này. Thực ra là mình còn rất là ít sang công ty các bạn ạ. Từ hồi mà xây công ty xong giờ mình còn chưa sang nữa. Trên lầu 2 này thì cũng có một cái phòng họp. Cái phòng họp này thì nếu mà mình không nhầm thì là của team edit. Anh em thường sẽ ngồi họp ở trong này thì phải. Bởi vì cái máy chiếu này là máy chiếu của team edit này. Mỗi khi mà team edit hoặc design mà các anh em họp định kỳ hàng tuần á, thì sẽ rất cần gọi là có một cái màn hình để ngồi xem lại các cái video mà làm ở trên các kênh YouTube hay là TikTok của Hero Team, để các bạn cùng nhau tìm ra xem là những cái vấn đề của những cái video đấy là gì và có cái gì cần phải fix hay không. Nên là ở lầu 2 này thì có một cái máy chiếu ở trong phòng họp nha các bạn. Và ngoài ra thì đây là phòng làm việc chính của team edit. Và nếu như các bạn thắc mắc rằng là tất cả những cái video của Hero Team được sản xuất ở đâu và những ai làm việc của Hero Team á, thì ở cái căn phòng này là toàn bộ là những con người đó. Ở trong này thì các bạn có thể nhìn thấy là có rất nhiều máy tính ở đây. Thực ra là các số lượng máy tính ở đây ban đầu thì rất là đông, nhưng mà sau đó thì bọn mình cũng đã chuyển lên những cái phòng trên rồi, bởi vì chúng mình muốn cho anh em từng phòng một, từng tầng một thì sẽ có những khu vực làm việc riêng. Nên là hiện tại thì mọi người đã đang về nhà rồi. Những nhân viên mà những anh em làm việc trong công ty Hero Media thì sẽ không ở lại công ty, mà thường các bạn sẽ sáng đi chiều về. Nên là ở đây thì các bạn hiện tại là chỉ thấy máy tính thôi. Tính ra là mình còn rất là ít sang công ty luôn các bạn. Từ hồi mà mình chuyển về đây là gần như cái số lượng lần mà mình sang công ty nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Vì là một phần là mình khá là bận, và cái thứ hai là khi mà sang bên công ty này thì mình sợ rằng là mình sẽ can thiệp vào cái công việc quản trị của anh em. Bởi vì nếu như các bạn không biết thì Mr. Vịt là leader của Hero, tức là mình giống như kiểu là cũng là một người lãnh đạo của một bộ phận trong toàn bộ tổ chức của Hero Team. Thành ra là Hero Team giống như kiểu là một phần của Hero Media vậy. Còn Hero Media là một công ty nên là mình cũng có một ban lãnh đạo riêng, cũng có những giám đốc này, có phó giám đốc và có các team leader, nên là mình cũng không muốn can thiệp vào cái công việc quản trị của anh em nhiều. Mình nghĩ rằng đôi khi cái sự có mặt của mình nó sẽ làm mất đi cái trật tự của một tổ chức. Nếu như đáng lẽ ra cái quy trình làm việc sẽ là của anh em nhân viên với team leader này, với phó giám đốc và với giám đốc, thì tự nhiên mình can thiệp vào đấy nó sẽ làm rối loạn cái bộ máy. Nên là thực sự là đây là một cái điều khá là tế nhị, nhưng mà mình rất ít khi mà sang có mặt tại Hero Media, bởi vì mình không muốn làm rối loạn cái bộ máy của Hero Media đang hoạt động. Ở đây thì mình đang thấy có một cái quầy tạp hóa rất nhiều ly và mì tôm ở đây. Chắc là đây là đồ chống đói của anh em ở bên phòng edit. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ lên với tầng 3 nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên với tầng 3 nhé bạn ơi. Ở trên tầng 3 này hiện tại thì mình đang thấy vẫn còn một số anh em đang làm việc ở trên này này. Ở trên tầng 3 này thì sẽ có một cái phòng nó đặc biệt hơn một xíu ạ. Ở trong này thì sẽ là phòng của giám đốc. Thì ở trong này thì sẽ có bàn làm việc của kế toán. Ở đây rất nhiều sổ sách giấy tờ các bạn. Mình sợ vào đây lắm các bạn. Và thực ra là tính ra như đây là lần đầu tiên mình đặt chân vào phòng giám đốc các bạn. Mình nhìn đống giấy tờ này là mình sợ lắm các bạn. Rất nhiều sổ sách giấy tờ. Và thực ra là trong phòng giám đốc sẽ có kế toán này, có anh giám đốc này, và có gọi là những bạn mà nhân viên account và sale. Tức là bạn những bạn account và sale là những cái người mà sẽ tiếp khách thay cho Hero Team vậy đó. Bọn mình sẽ không phải gặp mặt trực tiếp khách này, hay là thương lượng về giá cả, hay là ký hợp đồng với khách nữa, mà sẽ có ban lãnh đạo, giám đốc và account và sale chịu trách nhiệm toàn bộ đống đó. Ngày trước khi mà không có công ty ấy, hàng đống thứ này các bạn là mình sẽ phải làm hết thay cho Hero Team. Nên các bạn đừng hỏi vì sao mà mình đã có khoảng thời gian biến mất trong khoảng có lẽ khoảng 1.5 năm đến 2 năm, mình gần như là không ra bất cứ một video clip nào nữa. Bởi vì nếu như không có người làm tất cả những cái đống này và mình phải là người trực tiếp làm các bạn, thì thực sự là một ngày của mình 24 giờ nó trôi qua vèo luôn, và mình không biết là phải làm một cái gì nữa. Và rất may là hiện tại là bộ máy tổ chức của Hero Media cũng đã có đầy đủ các phòng ban và các vị trí rồi, nên là thành ra là mình cảm thấy mình đỡ hơn rất là nhiều. Và thực ra các bạn đang xem clip này tức là mình đã có thời gian để dành riêng cho bản thân mình rồi, và đi quay thêm những nội dung khác như vlog này, game này và TikTok cho bạn coi. Chứ còn nếu mà mình ngồi gặm hết cái đống sổ sách giấy tờ này chắc là mình cũng khỏi làm lít luôn các bạn. Và ở đây thì đây là anh trùm của Hero Media. Nếu như bạn vẫn cứ thắc mắc là đâu là trùm đứng sau lưng của Hero Team thì đây các bạn, đây thực ra đây trùm của Hero Media bạn. Và anh này là anh CEO của công ty mình. Thôi quay thì thôi không anh.
mình ngại khóc rồi. Và anh ý là người đã giúp đỡ cho mình rất là nhiều, đã giúp đỡ cho Hero Media cải tổ từ một cái đơn vị mà chỉ là một cái startup rất là nhỏ, chỉ có khoảng chục con người thôi, và hiện tại thì đã thống nhất một bộ máy hoàn chỉnh, có quy tắc, có tổ chức, hợp pháp, và cũng như là làm tất cả mọi việc nó đều có một cái nền nếp quy củ, hợp đồng, giấy tờ, mọi thứ nhất định. Chứ ngày xưa mình làm các bạn là mình thậm chí là một cái giấy tờ, một cái hợp đồng mình còn không biết làm sao cho nó ra hồn nữa. Và công ty hoạt động đến 3 năm rồi mà bọn mình vẫn có rất là nhiều rắc rối liên quan đến công ty mà bọn mình thực sự là không biết làm. Thành ra là đến tận bây giờ nó mới ổn được là nhờ cái bộ máy quản lý của bên Hero Media. Tiếp theo nữa là trong phòng này của mình là phòng 3D model. Phòng này 3D model thì các bạn thấy rằng là có rất là nhiều máy tính, nó cũng tương tự giống cái phòng edit và phòng design của bên công ty Hero Media. Thì các anh em ở trong này, ô sao bên này có cả nút YouTube ấy? Kìa. À, cái nút YouTube này của bên bên 3D model và bên animation. Thì những cái clip mà các bạn thấy rằng là gần đây bọn chúng mình có những cái sản phẩm nội dung nó liên quan đến 3D, ví dụ như cái trên kênh của Mora này, của Yabu này, mèo béo này, thì các bạn thấy là có những cái video mà animation hoạt hình, tức là những cái video hoạt hình như các bạn mà dạng là hoạt hình 3D á, thì là công sức là của anh em team model đã phải làm rất là vất vả, và cái phòng này là một trong những phòng mà căng thẳng nhất và làm rất là mệt mỏi, bởi vì để mà một có một cái video chỉ trong vòng khoảng 15 đến 20 giây các bạn coi á, thì có thể anh em sẽ phải làm cả ngày, và thậm chí nếu như video đấy là video dài 1 phút cho đến 5 phút hoặc 8 phút ấy, thì các bạn hiểu rằng là đó là công sức của từng này con người làm trong vòng 1 tuần mới ra được một cái clip đó để cho bạn coi. Và chúng mình đã thực sự rất là muốn cố gắng để cải thiện cái chất lượng và nội dung mang đến cho khán giả của mình. Các bạn có thể nhìn thấy từng này máy móc của riêng của phòng này, các bạn mình nói chắc với các bạn luôn là máy móc đắt nhất trong công ty. Bởi vì sao? Khi mà làm về thiết kế đồ họa hay là những cái mà animation 3D các thứ các bạn, thì những chiếc máy tính như thế này các bạn, nó phải có cái trị giá khoảng đâu đấy là 35 triệu trở lên, và thậm chí có những cái chiếc máy ở đây nếu mà mình không nhầm thì nó có trị giá khoảng 150 triệu cho đến 200 triệu một cái máy. Rất là nhiều tiền đầu tư vào máy móc, và thậm chí là phải trả lương cho các anh em ở trong phòng team model 3D để có thể ra những sản phẩm animation cho bạn coi. Đó là cái cách mà Hero Team đã đầu tư ngược lại để mong hy vọng rằng là sẽ mang lại những sản phẩm mà nó đẹp nhất hay là những cái tuyệt vời nhất đến cho khán giả của mình trong xuyên suốt là nhiều năm vừa qua. Chứ không phải là một cái video hoạt hình các bạn có thể xem chỉ trong vòng khoảng một lúc thôi các bạn, nhưng mà nó là công sức, cũng như là nó là chất xám, cũng như là nó là tất cả những gì mà cố gắng nhất về kể cả trang thiết bị, kể cả về con người, kể cả về sức lao động để có thể mang đến những giây phút giải trí cho các bạn. Nên là hy vọng rằng là các bạn sẽ cảm thấy thoải mái và hy vọng là chúng mình sẽ đáp ứng được nhu cầu của các bạn. Đây là một cái bức ảnh của một người anh ấy là trưởng phòng của team model. Anh này tên là anh Xuyên, trưởng phòng của team model, và thực sự là anh Xuyên là một trong những người leader mà mình cảm thấy rất là tự hào. Bởi vì là anh ấy, vợ thì đang ở dưới quê và anh ấy phải lên trên thành phố để làm việc với chúng mình, và thậm chí là ở lại công ty và ngủ lại công ty làm mỗi ngày. Thực sự là anh Xuyên đã rất là vất vả và cố gắng vì tổ chức mình trong nhiều năm qua. Có những con người ở trong tổ chức của Hero Media mà mình nợ họ một lời cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ lên với cả tầng 4. Tầng này là tầng gần trên cùng. Cái căn phòng này là cái căn phòng của TikTok Team. Thì nếu như các bạn nào đang xem trên cái kênh TikTok của Hero Team, đây là phòng làm việc của các bạn ý. TikTok có một nguyên một tầng dành riêng cho team TikTok. Ở trong cái này thì đây là cái phòng làm việc của các bạn trong team TikTok. Còn bên này là phòng studio quay TikTok. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là cái cảnh hậu trường, nó rất là nhiều đồ các bạn và rất là bừa, nhưng mà thực sự là cũng đã dọn và gọn gàng hơn cái công ty cũ của mình rất là nhiều. Bởi vì cũng phải nói rằng là một phần là vì cái diện tích hiện tại nó rất là rộng. Nếu như bạn nào mà sang kênh Hero Team và xem những cái vlog ấy, một phần những cái vlog mà quay trong nhà, ví dụ như là tiệc ngủ này, hay là những cái trend mà bọn mình quay TikTok, thì có nhiều cái đã được sản xuất ở đây. Và trong phòng này thì không có gì ngoài đạo cụ này, trang thiết bị này, đèn này, rồi phông này, rồi bàn ghế, các cái challenge chúng mình hầu như là quay ở bên này. Và đây là nguyên một cái studio dành riêng cho TikTok Team. Dạo gần đây thì chúng mình đang khá là bận với những cái series vlog ở trên kênh Hero Team, nên các bạn nếu như muốn xem những cái thành phẩm chúng mình thì các bạn có thể lên trên đó ra xem nhé. Vì những cái chuỗi vlog nên là bọn mình không có thời gian để quay video TikTok trên kênh Hero Team nhiều, nên có lẽ trong thời gian tới thì cái kênh TikTok Hero Team chúng mình sẽ tạm dừng sản xuất trong một thời gian ngắn, có lẽ là sẽ sớm quay trở lại sau khi mà chúng mình đã bình ổn công việc xong. Và bây giờ chúng ta sẽ lên với cả tầng cuối cùng của Hero Media nhé. Đây là cái tầng cuối cùng của bên Hero Media. Thì trong cái tầng này mình nói nhỏ một xíu các bạn, bởi vì bây giờ mình đang quay vào ban đêm và anh em đang ngủ, em mình sẽ nói nhỏ một xíu nha. Thì ở bên trong này thì sẽ là cái phạm vi tầng 5. Thì ở tầng trên cùng này thì hiện tại chúng mình cho những bạn support ngồi là chính, còn ở tầng trên này thì chủ yếu anh em ăn uống hoặc làm cái gì đó thì lên trên này ngồi thôi. Tầng trên này là tầng như kiểu tầng dự bị các bạn. Và trong cái phòng nhỏ kia là cái phòng mà kê rất là nhiều những cái giường tầng, nó giống như kiểu ở bên quân đội ấy, để cho anh em có thể ở lại qua đêm và ngủ lại trong đấy. Có giường tầng, có điều hòa khép kín và có nhà
vệ sinh cho những anh em nào mà nhà xa hoặc là những em ở dưới quê lên trên này làm việc thì mình sẽ bố trí cho các bạn đi ở trong phòng và ngủ lại công ty luôn. Hầu hết là các bạn nam thôi bạn ạ, còn nữ thì chắc là không ở được đâu. Và ngoài này thì có một cái điểm rất là đặc biệt, đấy là có một cái ban công siêu to khổng lồ. Ngày trước thì khi mà mình sang bên công ty và mình đi kiểm tra địa hình để mình chốt xem là mình sẽ đặt trụ sở công ty ở đâu thì mình đã cảm thấy mình rất là ưng ý với cái ban công này, bởi vì nó rất là to. Anh em có thể ngồi đây ăn uống với nhau, nói chuyện hoặc thậm chí là lên đây giải trí. Nếu mà stress quá thì có thể ra đây đứng nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, ngắm cảnh thoải mái luôn các bạn. Và mình rất là ưng cái ban công này bởi vì nó quá là to luôn. Rồi ok, vừa rồi thì mình vừa mới review cho bạn xem xong toàn bộ công ty Hero Media rồi. Và nếu như bạn nào mà xem hết từ đầu đến cuối video thì bạn có thể thấy rằng là đây là nơi trụ sở của những anh em đang làm việc phía sau Hero Team. Và nếu như không có những anh em đó thì bọn mình sẽ không thể nào có những sản phẩm để có thể cho bạn coi được. Và nếu mà để nói rằng là sự thành công của Hero Team nếu như mà đến từ phía Hero á, thì mình nghĩ có lẽ là chỉ khoảng đâu đấy khoảng 30% đến 40% thôi, còn lại 60% còn lại là sẽ đến từ phía Hero Media, những cái người là âm thầm lặng lẽ đứng đằng sau lưng bọn mình ở chỉnh sửa video clip, làm tất cả mọi thứ chỉ vì Hero Team. Và mình cảm ơn anh em rất là nhiều, và hy vọng là nếu như bạn nào mà muốn làm tại Hero Media thì các bạn nhớ là chúng ta cần phải học rất là giỏi, cũng như là chúng ta sẽ phải cố gắng là làm sao để cho chúng ta hoàn thành được cái việc học trước đã. Có rất là nhiều bạn nhắn tin cho mình và nói là anh ơi sau này em làm cho Hero Media được không. Thực ra bọn mình có tuyển người bạn ạ, nhưng mà chỉ tuyển nhân sự trên 18 tuổi thôi. Và nếu như các bạn muốn một ngày nào đấy mà làm việc cùng với chúng mình thì ít nhất các bạn cũng cố gắng là hoàn thành xong cái việc học đã, để các bạn có thể cầm một tấm bằng đại học. Sau này các bạn có thể làm tại Hero Media thì ở đây chúng mình không cần yêu cầu bằng đại học, các bạn vẫn có thể làm được, nhưng tấm bằng đại học là nó giống như một cái vé, một cái bảo hiểm trọn đời dành cho các bạn vậy đó. Nếu như các bạn gặp rủi ro thì tất nhiên một người có bằng đại học thì sẽ luôn luôn có một chút lợi thế hơn so với những người không có bằng, đúng không nào? Nên nhớ tập trung vào việc học nhé. Và các bạn đừng quên là nhớ để lại bình luận xuống dưới cho mình biết rằng các bạn muốn mình quay vlog nào tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Nhớ bấm đăng ký để theo dõi vlog tiếp theo nhá. Bye bye.